quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh nêu quan điểm 60 của mình khiến khán giả đồng tình. Trên trang cá nhân của mình, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã nêu lên quan điểm của mình về nguyên tắc 60. Trong những năm gần đây, cái tên Ngọc Trinh được khán giả quan tâm và ủng hộ nhiều hơn bởi cô đã biết cẩn trọng, không còn những phát ngôn gây sốc như thời gian trước. Thay vào đó, người đẹp gốc Trà Vinh đã luôn chịu tìm tòi học hỏi để tạo ra những vlog thú vị như đập hộp hàng hiệu, du lịch sang chảnh hay khoe phong cách thời trang hiện đại nên được lòng rất nhiều khán giả hâm mộ. Sự thay đổi tích cực giúp Ngọc Trinh được khán giả công nhận. Ngọc Trinh nêu lên 6 món ăn cấm kỵ của mình. Sau thời gian nghỉ dài sau dịch, Ngọc Trinh bắt đầu trở lại với công việc của mình. Vừa qua, nữ hoàng nội y cũng cho ra đời bộ ảnh freestyle theo phong cách hiện đại, đang rất được khán giả ưa chuộng. Ngọc Trinh trong bộ ảnh freestyle theo phong cách hiện đại khoe nhan sắc thăng hạng. Mới đây nhất, với quan điểm thẳng thắn, Ngọc Trinh khiến khán giả phải gật gù đồng ý khi bày tỏ những suy nghĩ của mình trên trang cá nhân, thông qua ẩn ý và những món ăn, cô viết. Top 6 món ăn không nên đụng tới: ăn bám, ăn cháo đá bát, ăn không nói có, ăn không ngồi rồi, ăn không được thì đạp đổ, ăn tục nói phét, ha ha, đúng không cả nhà. Hôm nay cấp trên sủng nhi một chút, cho tuần mới nhiều tiếng cười nha. Lo việc của mình và kiếm tiền để hưởng thụ là điều nên làm nhất. Nhiều bình luận của khán giả hâm mộ bên dưới ủng hộ quan điểm này của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh xem vòng eo 53 cm là biểu tượng khiến bản thân đặc biệt. Thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh được xem là người đẹp có vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt với 53 cm. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng cũng đưa ra quan điểm rõ ràng về biểu tượng này. Thành công tại một thời điểm chỉ cần cố gắng ai cũng có thể làm được, nhưng để điều đó trở thành biểu tượng thì đó là mồ hôi, nước mắt, có khi là cả máu. Nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải trở thành điều gì đó thực sự đặc biệt và không thể nhầm lẫn. Yêu vòng eo này có phải là một biểu tượng không nhỉ mọi người ơi? 2 năm nay không biết mức kiểm soát cân nặng là gì. Ngọc Trinh mặc áo rất tớp khoe vòng eo 53 cm của mình. Không cần quá khô trương mọi thứ, Ngọc Trinh đang dần khẳng định đẳng cấp của mình trong làng giải trí Việt. Khi cô được nút vàng YouTube, sở hữu nhà 50 tỷ, toàn những điều mà bao nhiêu người ngưỡng mộ và ganh tị.